mọi người ơi. Lâu lắm mới nhận được khách này đó nha. Giờ này chưa thấy khách tới nữa. Trong nhà nghiêm chỉnh thực hành cách ly xã hội kể từ ngày hôm nay. Đồng bào chú ý, đồng bào chiếu, anh em chú ý nha đồng bào ơi. Chết rồi, chưa gì hết dịch tới rồi, su cà na dữ vậy trời. Em nói có đèn thiếu đèn. Khách giờ chưa thấy tới nữa. À, alo. À chị ơi, em tới cái quán cà phê chị hẹn em rồi đó. À chị tới chứ chị? À chị đang còn ở nhà hả? À không biết khi nào chị tới nhờ. À dịch quá chị không qua được hả chị? À em ở đây em đợi chị được. À chị không qua được luôn hả? À, alo. Alo. À chị ơi, chị ơi. Khoan chị ạ. Rồi. Con hiểu luôn biết rồi, bây giờ mẹ chờ tin con. Khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ chưa cả tất mà tin con vẫn xa ngàn xa. Mẹ ơi, xuân này chắc con không về rồi. Mà chắc về chắc cũng cặp đất mạng quá. Loa. Anh Bình thông báo. Hiện nay dịch Covid đang chuyển biến phức tạp. Tuy nhiên, anh Bình và ban giám đốc sẽ cùng nhau tìm mọi cách để mọi người có thể bán được hàng trong mùa dịch này. Loa. Từ ngày mai mọi người vẫn đi làm bình thường. Loa. Mà đủ vết. Cứ đi làm đi không biết sợ đâu. Bấm tay lên biết các anh em đang nghĩ chi. Covid cảnh cũng không bằng máu khô. Đi làm thì cái xe nhau cao một dặm. Giờ này nói to, trên tay anh là tờ giấy chứng nhận. MSC các em nhớ không? Phải đeo khẩu trang. Và còn Covid thì có bảo hiểm lo rồi. Vừa mới bị Covid 2 tuần. Giờ anh Bình thông báo đi làm. Vui sướng được gặp lại như đồng nghiệp. Cùng nhau bán nhà là được tiền. Hey! Đi lên la, đứa nhìn là bà đa. Cứ tự tìm gặp khách và chốt liên tục nha. Một cái xa một bé thai, cắm đi con trai. Đắp tay nhà phụ hát, we are đông tay lệ. Mấy đứa đừng sồn sồn nào. Mấy đứa đừng thương lại nào. Mấy đứa đừng làm giật mình. Và mấy đứa cùng nhận tiền hoa hồng. Viết hết tuần, giờ anh Bình thông báo đi làm. Vui sướng được gặp lại như đồng nghiệp. Cùng nhau bán nhà là được tiền. Hey! Không vui sướng đi lên la. Nói nhẹ là bà đa. Cứ tự tình gặp khách và chốt liên tục nha. Một cái xa một bé thai. Cấm đi cô trai. Đắp về nhà phụ khác. Quay à đông tay lên. Yeah! Mấy đứa đừng sồn sồn nào. Mấy đứa mình thường lại nào. Mấy đứa đừng làm giận mình. Và mấy đứa cùng nhận tiền hoa hồng. Yeah! Yeah, đi làm thôi. Được đi làm rồi, vui quá mọi người ơi. Bữa giờ nghĩ nhớ mọi người quá à. Cái gì vậy, mới lên mà đã có fan rồi ta. Bây giờ cái việc đầu tiên á, đi làm á là phải kiếm khách. Tại vì ngày mai là Origami mở quán rồi. Đi kiếm khách thôi. Khách hàng ơi.
Khách hàng ơi, khách đâu rồi? Khách đâu rồi? Tới đây cho em bán đi khách ơi. Em đợi lâu quá khách ơi, khách đâu rồi? Vẫn chưa thấy khách đâu. Hình như khách quên kịch bản. Khách ơi, nhớ kịch bản giùm em khách ơi. Em đứng đây là em đứng đi qua đi lại là mệt lắm á khách ơi. Khách ơi. Sao khách dưới này nhiều quá vậy ta? Thôi xuống giao lưu xíu nè. Rồi chuẩn bị mời được bao nhiêu khách rồi? 10 khách rồi hả? Rồi 10 khách luôn. Ghê quá ta. Rồi bên này 8 khách rồi em. 8 khách sao cái giọng 8 khách mà nhẹ quá à. Bên này mấy khách rồi? 80 khách. 80 khách luôn. Ngon quá trời ơi. Chúc mừng nha. Thôi khách rồi, khách rồi. Em ơi em đâu rồi khách rồi? Anh chị ơi khách rồi. Trời ơi em đợi nãy giờ luôn đó. Ê. Ủa khách hả, khách hả? Em, gì? Em, mua, em, mua nhà. Em mua xe, mua xe, mua xe. Tôi mới nhanh, gọi không nhớ luôn. À, quên ha đồng nghiệp. Hôm nay em mặc khác quá nên không nhận ra. Rồi. Sao em? Nhận được thông tin gì chưa? Thông tin gì? Bộ Y tế mới gửi. Từ 12 giờ đêm nay là cách ly xã hội cấm tụ tập trên 30 người. Ủa có không mọi người? Ủa thiệt hả ta? Coi lại đi, coi lại đi. Điện thoại giờ tịch thu rồi. Mai chơi đêm. Rồi giờ sao? Mà ngày mai mở bán Origami rồi, sáng mai. Nè anh dại quá ta. Thôi không sao hết, bây giờ mình sẽ hỏi mọi người ý kiến như thế nào nha. Ok. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là cái gì mẹ? Anh em mình là Đông Tây Lan. Đông Tây Lan là Đông Tây Lan. Yeah. Đó, em nghe chưa? Mày dám ổn không? Ổn, yên tâm. Tối nay nghe là anh ngủ sớm nha. Ngày mai anh Bình và ban giám đốc sẽ có thông báo cho tụi em nha. Yên tâm đi, nghe là anh ngủ sớm thì sức khỏe nha. Đứng đây đi, anh đi trước đây. Ơi, đợi em với. Đợi mày lâu quá. Đi đâu trong thời đại công nghệ 4.0 thì việc bán hàng bằng hình thức livestream là một xu hướng không còn xa lạ. Tuy nhiên không ai có thể ngờ tới một ngày nào đó việc mua bán những căn nhà hàng triệu đô lại áp dụng được hình thức này. Hy vọng trong hình thức livestream bán bất động sản, Đông Tây Lan tự hào khi khắc việc đó đã giúp chúng tôi thành công nối tiếp thành công. Và điều đó đã được minh chứng bằng những con số cực kỳ ấn tượng. Hơn 100 căn triệu đô Manhattan, 1.000 căn hộ Origami và hàng chục căn top out Condotel Grand World Phú Quốc đã được giao dịch thành công. 2020, một năm đầy khó khăn cho toàn thế giới. Nhưng 2020 cũng chính là một năm bứt phá đầy ngoạn mục của đại gia đình Đông Tây Lan với sự dìu dắt của tổng giám đốc anh Nguyễn Thái Bình cùng toàn thể ban giám đốc công ty, cùng sự sáng tạo đoàn kết và hơn hết là niềm tin quyết tâm bán hàng của tất cả các chiến binh Đông Tây Lan đã giúp chúng tôi vượt qua đại dịch theo cách riêng của mình. Lửa thử vàng dịch Covid-19 tự sức chiến binh Đông Tây Lan. Đông Tây Lan đã trang bị cho các chiến binh những vũ khí lợi hại nhất để đến hôm nay chúng ta ngồi tại đây nhìn lại một cách đầy hãnh diện và tự hào với chính bản thân mình khi đã bứt phá khỏi ranh giới an toàn, tự hào với gia đình vì đã mang về một cái Tết thật ấm no và thật tự hào khi là một thành viên của Đông Tây Lan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mở bán origami xong rồi. Kỳ này bán 50 căn luôn. Ủa? Rồi giờ này mấy đứa bán xong, đứa nào làm đây? Bán được chưa? Anh có tiền chưa? Tiền về rồi. Bán được nhiều căn? Dạ 5 căn anh ơi. Trời làm gì? Anh Bình vô ứng rồi, đi Thái thôi. Có tiền xong ngọc bóng vậy đó hả? Nói vậy thôi chứ bây giờ có tiền xong làm cái gì anh em ơi? Cùng nhau về qua thôi. Yeah. Sao giờ này mà nó vẫn chưa về nữa? Không biết năm nay nó có về quê đón Tết với tôi không? Vừa rồi cũng chính là sự tự hào của tất cả nhân viên Đông Tây Len dành tặng cho tổng công ty trong năm 2020 vừa qua. Và cũng ngay lúc này đây thì xin thay lời cho tất cả nhân viên công ty Đông Tây Len xin được gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tổng giám đốc anh Nguyễn Thái Bình cùng toàn thể ban giám đốc công ty cổ phần Đông Tây Len. Cảm ơn tất cả các anh chị đã luôn yêu thương, dìu dắt và đồng hành và không ngừng tạo ra những cơ hội bán hàng cho tất cả các chiến binh Đông Tây. Và trong mùa dịch thì có biết bao nhiêu công ty bất động sản phải đóng cửa. Tuy nhiên thì Đông Tây Len vẫn đi làm, dù là làm việc tại nhà, nhân viên vẫn được hưởng lương. Và mọi ban giám đốc vẫn luôn tạo ra event bán hàng, luôn tìm kiếm những nguồn sản phẩm đa dạng, dễ bán để tất cả các nhân viên đều có thể là có giao dịch, có hoa hồng trong mùa dịch để có kinh phí sinh hoạt và duy trì cho công việc. Và nhiều lời cảm ơn hơn nữa thì cũng không thể nào diễn tả hết được sự tự hào và cảm mến khi được làm việc trong một môi trường như thế này. Và tất cả nhân viên Đông Tây Len xin hứa sẽ luôn đồng hành và quyết tâm đưa Đông Tây Len tiến xa hơn nữa. Một tràng pháo tay cho tất cả chúng ta và cho Đông Tây Len ạ. Wow. Cảm ơn sàn 9, sàn 12. Quá nhiều thông điệp đúng không ạ? Xin cảm ơn và trình diễn rất cảm xúc đến từ tiết mục đầu tiên.